Tên mình giống đánh răng đó, bích tướng nhìn đội hình giống đánh răng. Người yêu anh không lý do và rồi ra đi không đắn đo. Cái gì vậy? Tụ xanh nghe tiếng trưởng. Ừ, mới tắt cái đập chat nghe tiếng trưởng hết hồn. Tập trung đi anh em. Sao biết mình trong đây vậy? Gần nó ngủ với quát đó. Ly làm gì đó đi. Ai được phong bạc nè. Bet gì bữa nó chat đó top 1 Figo thế giới. Bữa nó gặp nó chat gì đó. Trời ơi, sao súp nâng nghe vậy, nâng quy là giết xe gắt rồi. Đây luôn có Vigo dựng đây á. Đây được á, đây được á. Nó không có hồi máu vô quýnh cái chết rồi. Ủa? Ủa trời ơi sao. À thiệt chứ tôi tức vãi luôn á trời. Yeah, boy. Win boss nó nát rồi mà nó làm vậy đó, đè nó nát rồi đó. Nó lát rồi. Trời ơi sao Sài Gòn sớm dữ vậy? Phải win thêm chứ xin ra ơi. Ai em này không win win không up bình. Ờ ra đây chết rồi. Ủa sao luôn vậy? Ồ ồ ồ. Sao nó sáo luôn vậy? Game. Xin cấp sổ hộ mèo đi chứ khổ quá mà. Đó, chịu mấy ông này không gần gì không biết nữa. Vàng bạc đá quý rồi, vàng bạc đá quý rồi. Chơi game dễ thật, dễ dữ không? Thấy chơi game khó lắm đó. Trời ơi, 070 mà đê 211. Vậy mà nhìn vô kêu đơ mùa này đi thu lên không. Học sinh nghèo vừa khó. 072 070 kiếm đâu ra hai mảng axit ngon vậy, để không 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 mấy khỏi axit đi vẫn win mà sếp ơi. Học sinh nghèo vừa khó mà ăn gíp có học sinh nữa, học sinh giận á, học sinh đi boss nãy giờ 1v3 1v4 nữa. Sinh không vui đâu. Gì game này cho 1.15 đi cho bạn game trước sợ thật cái găng. Ai kêu cầm boss chi, ai kêu cầm boss chi, lên top găng là top xanh rồi, có ghen không? Bây giờ cam boss xong rồi bắt top xanh lè sao được, có cam đâu à, có cam đâu à. Âu cố lên quý hay quá. Ờ dưỡng chết. Cảm ơn Sơn Thức nha. Đùng. Ờ no 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 no.
Về chọn nick rồi đó, nếu mà gặp đơ mùa đầu tiên đơ không biết, nhưng mà này gần mùa thứ 10 rồi. Gần a ha. Nó nè ha, đẩy quay này xong có nửa cây nộ thôi, xong mình vừa giết chết nó là nó vừa full nộ luôn, quá đẹp mắt. Trời ơi, sao chạy ra đó vậy? Thường mấy em phải chết bụi chứ, có mắt tím chứ. À, mấy em này đánh không có chuyện nhá. Kiểu thường đẩy xong là phải nhìn vô bụi coi có mắt tím không. Ừ, thôi phải này dòng không được. Đây có hút kính rồi. Dòng tốn thời gian. Hà Nhon HCO nè. Ủa sao chết vậy? Ủa? Thiêu gụi à? À thiêu gụi à? Hà Nhon HCO mà, thiêu gụi vậy? Vừa hồi thiêu gụi luôn kìa. Hà Nhon HCO. Sao vừa hồi thiêu gụi vậy? Thôi mà, Campbot nhưng lại cam nhầm Slider thôi mà, đừng nói vậy. Nói vậy mai tê đúp Campbot ấy, đừng nói vậy. CL đang coi stream đời chắc luôn anh em ơi, CL nó là phân tích analyst của TDUP á. Ờ dầm mẹ mèo, nó là analyst của TDUP á. Nó đang coi đời để nó mai nó báo cho Adamic. CL nó đúng chat lên cái CL rồi. CL đang coi stream đời. Lộ thông tin hết anh em đừng có nói to quá. Ê. Trời hấp máu mà liều quá vậy. Cái gì vậy Phong Bạc ơi? SPV đã respawn 5000 đồng. Đều biết cần ở dưới bến xe mà đâu. Ủa vậy hả? Ai vậy? Mấy TV nha, ai vậy? Ai vậy? Đồ biết kênh nào vậy Bánh Tre vậy? À trời ơi mấy cái ông này khịa nữa, khịa ấy nữa, hay khịa quá. Nhạc hay thì nghe thôi, quan tâm chi. Mọi người một cuộc sống, mình cứ cười người ta cho đến khi lỡ mình là vô cái mình vô vị trí của người đó thì sao? Mình chửi người ta thì đến lúc người ta chửi mình thì mình như thế nào? Ai khóc nói đâu này. Này láo quá cho năng đẹp ăn tiễn quá anh em ạ. Này láo quá cho năng đẹp ăn tiễn em ạ. Đây nhìn xe gách này có thể. Thằng xe gách, ghét xe gách cho đơ. Trưởng kia có tẩy nói rồi mà đứng trưởng hoài tức. Vì rồi nó chửi lại vì đã lưu rồi. Nó đứng nó trưởng đời hoài đều phải cho nó đẹp bằng tiền chứ, phải đáp trả nó chứ. Nếu như là sẽ phải kênh cho đó nha mấy anh em nhiều.